Ông Nhí ơi, ông Nhí ơi, alo alo, có ai ở nhà không? Ông Nhí ơi, có ở nhà không? Trời đất ơi, ây da, mệt quá ông ơi, để tôi để hai trái này đây đã. Ây da, ây, ông đang làm cái chi đó ông Nhí ơi? Trời đất ơi, hết đồ mặc hả ông? Hết đồ mặc hả ông? Mặc cái áo bự dữ vậy, cái áo mà nhìn như cái mùng luôn á. Đâu có, cái này tao mặc cho nó rộng, nó mát hơn, để tao làm cái chuyện cho nó dễ. Mà cái áo của ai vậy? Cái áo bữa đi mua nè, nhưng mà tao đâu có để ý nó bự dữ vậy. Trời đất ơi, ông nghĩ sao Tết nhất mà ông mặc cái áo này hả? Cái áo bình thường có gì đâu mày. Mà sao hôm nay mà chưa nghỉ Tết nữa còn lận quận ngoài này hả? Đâu có, mày nghỉ Tết mày phải chuẩn bị chứ, mày dọn dẹp sạch sẽ hết rồi chăm sóc cá mắm đồ ngon lành hết mới nghỉ Tết. Đâu có cần chuẩn bị gì, bây giờ mình nói mình nghỉ Tết là mình nghỉ Tết thôi, mình dẹp qua bên mình đừng có quan tâm tới. Vậy mày không quan tâm tới sẽ được, cái đồ cá xịn của tao không quan tâm. Mình nuôi cá là mình trước khi mình nghỉ Tết hoặc là mình làm gì mình phải có chuẩn bị trước hết. Chuẩn bị trước hết? Ừ. Ủa đâu cần thiết đâu ta, bây giờ mình cho nó ăn no cái bụng nó đi rồi đi vô nghỉ Tết, ngày mai đi ra cho nó ăn no bụng nó tiếp, đi vô nghỉ Tết tiếp. Mày tào lao quá. Rồi mày ai bán gì cho mày mua? Mồi ai bán mồi mua cho ăn? Ừ đúng rồi ha, đúng rồi ha. Vậy là mình phải chuẩn bị mồi luôn. Ừ. Mày phải chuẩn bị hồ nè, thay nước nè, rồi mồi mình đi mua sẵn nè. Còn cái vụ nước nôi á, mày phải tìm cách, mày phải xử lý sao cho ngon lành. Ừ. Thí dụ như mày nghỉ Tết 7 ngày phải không? Ừ. Thì mày chuẩn bị mấy cái hồ nước cho nó ngon, rồi mày lấy cái nước lá bàn á mày chế vô cho nó đậm lên. Chi? Tại vì cái nước lá bàn á là nó làm cho lâu dơ nước. Lâu dơ nước. Ừ. Ừ. Đó, mà rồi tới ngày đó mày nghỉ Tết thì mày cứ chuyện mày ra mày nhìn cá rồi mày cho ăn rồi mày đi vô thôi. Đó nên vậy nó mới kéo dài thời gian ra được. Đúng rồi. Hả? Mà sao hồi đó giờ tôi thấy ít khi nào á mà ông nuôi bằng lục bình lắm. Ông nuôi bằng cỏ gà nè. Đó, cỏ gà rồi rong nè. Cái cỏ gà của tao nó lên không có kịp, không có kịp. Thấy không? Cho nên tao phải đi lục lục bình. Ừ. Cái này là bữa hôm tao có quay rồi. Mà cái thời gian mình nuôi lục bình như thế này nè, nó có lâu chết không? Cái lục bình này mày không có nuôi hoài được đâu. Ừ. Cái lục bình này mày nuôi cá vậy phải không? Là khoảng chừng một tháng nữa mày phải bỏ hết cái lục bình này, rồi mày thay lục bình mới vô. Đúng rồi, nó cực ha. Chứ đâu lấy gì bỏ vô là được đâu. Đúng rồi, mày phải test up. Đúng rồi, nuôi lục bình nói chung là nuôi ok, nhưng mà mình phải biết cách mình set up nha anh em. Ừ. Rồi tôi biết rồi. Cái này là bài gì nãy ông nói? Multiculo. Bài Multiculo. Rồi bên đây còn bài gì nữa không? Giới thiệu cho mọi người cùng xem. Thì nè. Đầu năm đầu cổ rồi. Giới thiệu cá là tao là chuyên nghiệp luôn. Mình có cá gì thì mình show ra cho người ta biết, mốt người ta mua người ta ủng hộ. Đó, thấy không? Cái này chắc là copper hả? Đúng rồi. Đúng rồi, cái này là cái bầy copper hôm nay nó cũng bự rồi nè. Đó, mình để cái máy xuống bắt đầu mấy con cá nó bò lại, thấy không? Quá đã luôn. Cái này chắc 3 tháng không? Không, chưa được 2 tháng. Chưa được 2 tháng mà nó cỡ này rồi hả? Ừ. Nuôi hay dữ rồi ta. Cái đó mày, tại tao xiên mày, tao xiên nó cho ăn. Mấy con cá ở nhà tôi 2 tháng, gần 2 tháng là nó chút xíu à. Nó phải có cái kỹ thuật. Ừ. Thấy không? Rồi nó còn phải điều kiện nữa. Nó ở chỗ nào nữa. Đúng rồi. Đó. Cá mà nó ở chỗ mát mẻ, cho ăn ngon lành là nó mau lớn à. Rồi ok. Tại nó còn nhỏ mình không có nhìn thấy rõ. Ừ. Cái này chắc cũng khoảng cả trăm con á. Hơn á. Ừ. Ừ. Bên đây. Bên đây cũng cô lô luôn nè. À mấy cái con này khi nó lớn lên là mình mẩy nó màu nhiều đúng không? Ừ. Multi cô lô đó. Nó đó. Bên đây còn nhỏ à. Ừ. Rồi. Mày phải đứng, mày muốn quay nó mày phải đứng đây. Ừ. Mày đứng khoảng hồi lâu á thì tụi nó mới gom lại cho mày quay. Còn mày mà nhá vô cái mày vô nó đâu có lợi. Đó, nè nó lợi nè thấy không? Đó. Mà mấy cái hồ này ông phải chuẩn bị đồ ăn, Tết nhất ông cho nó ăn nữa chứ. Có, tao chuẩn bị hết mày. Nói chung là mình nghỉ Tết cũng khó lắm á. Ví dụ mình cần đi công chuyện, mình đi du lịch đi, đâu có được đâu. Ông tao đi du lịch không được. Đúng không? Mình nuôi cá mà tao đâu có đi gì tùm lum được. Ví dụ mình đi du lịch mà cỡ 3 ngày, 2 ngày là không được rồi đó. Không được. Không được. Tối đa là 2 ngày thôi.
hai ngày là về phải cho nó ăn, chăm sóc nó liền luôn, không ấy là nó bị này kia liền. Rồi nói chung là làm cái nghề này rất là cực nha anh em, suốt ngày mình phải chăm sóc cá ở trong trại à. Không có đi đâu chơi được hết. Nè hôm nay chủ yếu là tôi qua đây nè, tôi gửi ông hai trái bưởi. Nè gửi ông hai trái bưởi nha. Ngon quá. Xong ngon. Xịn á. Xịn mà. Tôi gửi ông hai trái bưởi để mà ông giữ giùm tôi, chiều nay tôi qua tôi lấy về. Mày cái thằng này tào lao mày. Sao tào lao? Không, tao tưởng nó mà cho tao chứ mày gửi chi? Tôi gửi chứ tôi đâu có cho. Cái này chủ yếu tôi qua đây là tôi gửi ông giữ giùm, chiều nay tôi đi công chuyện về tôi tạt ngang tôi lấy về nhà tôi chưng. Chứ ai cho ông chi? Sao mày cái gì mày cũng phải nói rõ chứ mày làm tôi tưởng coi. Mày hột rồi để đi đi. Ừ, để chổng đi. Nói chung là Tết nhất là ông phải chuẩn bị. Ông có chuẩn bị gì chưa? Có chứ mày. Tết nhất là người ta phải chuẩn bị trái cây, mâm ngũ quả để mà người ta chưng lên cho nó may mắn. Đầu năm mà. Đúng không? Có chứ. Ông có chuẩn bị gì đâu. Đi ra chợ mua mâm ngũ quả về chưng đi ông nội. Tao là có chuẩn bị chứ không có. Ông làm gì vậy? Trời đất cơ, đầu năm mà ăn khoai lang. Ông này ông nghĩ sao vậy? Trời đất cơ, trời đất cơ. Đừng nói với tôi đây là mâm ngũ quả của ông nha. Chứ sao mày? Mâm ngũ quả của tao đó. Ông bị gì vậy? Cái này là tao chưng cái dĩa quả tử của tao nè. Chưng gì mà tầm bậy vậy? Tết nhất mà ông chưng khoai lang hả? Này cái đồ của tao mà mày thắc mắc cái gì? Thắc mắc sao không thắc mắc? Tết nhất mình chưng củ khoai lang làm gì? Cái củ khoai lang này cái ý nghĩa nó rất là đậm đà đó. Cái ý nghĩa nó sao ông giải thích tôi nghe coi. Cái củ khoai lang này mày mà muốn giải quyết vấn đề gì á, một con người á đều phải cần phải củ khoai lang phải ngon. Của mày mà càng giống củ khoai lang mày càng ngon. Sao giống được củ khoai lang ông nội? Thôi dẹp đi ông ơi. Chưng gì tào lao không vậy? Rồi cái này. Cái này mới chết quớt nè, cái này mới chết quớt nè. Tết nhất mà chưng củ sắn. Củ sắn nó có tác dụng gì đâu. Củ sắn sao có tác dụng? Củ sắn với ý nghĩa nó cũng đậm đà lắm đó. Củ sắn tức là cho nó sốt sắn. Củ sắn là mình làm việc cho sốn sắn. Cái này hợp lý nè. Hay ta, cái ông này ổng sáng kiến mới ta. Từ hồi xưa tới giờ, từ cái đời ông cố tổ tôi tới giờ, chưa bao giờ tôi thấy ai chưng cái dĩa quả tử mà chưng củ sắn, chưng củ khoai lang. Thích chưng mày chưng, miễn nó mang cái ý nghĩa thôi. Đúng rồi. Thấy không? Mà nó hợp lý luôn, nó đỡ tốn tiền nữa. Đúng không? Nó rẻ nữa. Ê, cái này mới tào lao nè. Cái gì? Cái này mới tào lao nè. Bộ ông tính xong hả? Cái này là xả. Mày chưng lên là xả, tức là khách vô mua cá người ta xả. Xả gì? Người ta xả ra, người ta mua, người ta thoải mái, người ta không có trả giá. À, xả tiền ra đúng không? Ừ, mày không biết gì hết. Rồi, cái này cũng hay nè mọi người. Cái này nó có ý nghĩa là khách người ta vô người ta mua đồ, người ta xả tiền ra, người ta không có tiếc. Với lại xả nó cũng có ý nghĩa là xả xui. Ừ. Xả xui ra. Đúng rồi. Ừ. Cái gì Tết nhất mà chưng xả ông nội? Cái này mua mấy ngốc bu về ngon lắm luôn á. Mày, sao mày tào lao quá, cái này đồ để tao chưng Tết của tao mà mày. Rồi tạm chấp nhận được đi, còn cái này là gì? Cái này mới chết quớt nè, cái này ông chưng lên là ông chết nè. Củ hành. Tết nhất mà ông chưng củ hành. Cái này nó mình củ hành chứ củ gì? Cái này nó ở trong bếp mày kêu là củ hành. Nhưng mà tao đưa vô dĩa quả tử tao nó là củ hành. Hành thì nó cũng hành mình thôi. Tao thêm dấu nặng vô. Dấu nặng đâu? Mày lấy cái vít đen mày chấp này, cái này dấu nặng. Là có nghĩa là hạnh. Ừ. Hạnh là tượng trưng cho hạnh phúc. Đúng rồi. Hay ta. Rồi mấy cái này thôi bỏ đi chứ chưng gì. Bậy bậy bậy, cái này chưa hết mà. Cái này là nó vô đây hết luôn đó. Mấy cái này mà chưng hả? Ừ. Trời đất ơi, ông bị khùng hả? Tết nhất mà ông chưng cái hộp vịt. Cái hộp vịt này để kho ông nội. Mày thắc mắc những cái mày không hiểu biết không? Để tao nói cho mày nghe nè. Ừ. Cái này mày kêu bằng cái gì? Hộp vịt. Người ta kêu trứng vịt chứ không là kêu hộp vịt. Trứng vịt. Ờ. Trứng là cái gì? Trứng là con cháu. Đúng rồi, đúng rồi. Là mày cầu cho con cháu mày nhiều lên. Wow. Đó. Thì cái gia đình mình nó vui vẻ, nó ông người nó vui vẻ mày không? Đây à, một chút nữa tao sẽ gọt hết ý lại cho mày nghe. Chưa bao giờ tôi thấy ai chưng cái dĩa quả tử mà chưng cái trứng vịt lên đó ông nội.
Rồi, cái này làm chi? Cái này củ gừng mà chưng gì ông nội? Dĩa quả tử mà ông chưng toàn là củ với khoai không vậy? Cái này là củ gừng. Củ gừng chưng chi? Sao không chưng? Chưng chi? Gừng nó mang cái tính chất là nó mang cái ý nghĩa sâu xa. Làm sao? Là mày gừng càng già càng cay. Mày nghe tao nói hả? À, có nghĩa là nó mang cái ý nghĩa là trẻ mãi không già đó. Càng già là mình càng đẳng cấp, càng mạnh mẽ. Rồi, chân củ gừng, được nha anh em. Cái này hợp lý nè. Gừng càng già càng cay. Tao chân cái gì là tao có tính toán hết nhưng mà. Rồi, cho tôi hủ này tôi ăn coi. Cái gì cái gì? Cái này mày đâu có ăn được. Cái này cũng chân nữa hả? Cái này là vô đây luôn đó. Cái này là cái hủ này người ta gọi là hủ yêu. Hủ yêu. Hủ yêu nó có ý nghĩa gì? Cái này ý nghĩa cho tao á. Sao? Là sang năm 2022 này tao sẽ có người yêu. À, là mình chưng cái hủ yêu để mà mình cầu duyên. Ờ, đúng rồi. Hủ yêu. Quá hay luôn. Chưng cái hủ yêu lên hả? Đẹp rồi ông nội. Mà ở giữa là có trái thơm. Cái dĩa quả tử là hồi xưa giờ người ta chỉ cần chưng cầu vừa đủ xài là được. Cái gì đâu mà ông cầu quá trời quá đất. Nào là cầu tình yêu nè, cầu cháo chích nè, rồi cầu hành nè. Hành mà cầu hả? Cái này nó hành ông chết luôn á. Rồi cầu cái củ khoai lang mình cho nó bự hả? Trời đất cơ. Rồi cầu thêm gừng càng già càng cay. Cái dĩa quả tử mà chưng củ gừng, cầu cộng xã. Cái gì mà tào lao không vậy ông nhí? Không có được, làm lại đi. Mình chịu khó mình bỏ tiền ra, mình ra chợ mình mua 4 thứ. Cầu vừa đủ xài là được rồi. Là chưng lên là nó may mắn rồi. Đâu có cần mình cầu nhiều vậy đâu. Đúng không? Trời đất cơ, cái dĩa quả tử của ông tôi nhìn tôi hết hồn luôn á. Hai trái bử của tôi đâu rồi? Đâu? Ừ, sẵn mày về mày đem về luôn đi. Gửi thì tưởng mày cho tao không. Hai trái bữa này chủ yếu hôm nay tôi qua đây á là tôi tặng cho ông đó. Đó, tôi tặng cho ông đó. Tặng tao hả? Thì tặng ông hai trái bữa có ở đâu bất ngờ trời. Hai trái bữa có bao nhiêu tiền đâu. Ôi xỉu mày, thằng này đó. Tặng cho ông hai trái bữa đó. Hai trái bữa này là hai trái bữa kiển để mà mình trưng Tết đó. Ông biết bà ba không? Biết. Bà ba bán trái cây ở trên cổng đình biết không? Biết. Biết cái bà đó đúng không? Ngày mai ông chạy lên trả tiền cho bà đi. Tôi mua chưa có trả tiền đó. Tôi nói mua giùm ông nhí đó. Đúng như không? Sao như không? Tự nhiên mày vậy mày đâu có cho ở gì đâu. Thì tôi đem xuống đây giùm ông tặng cho ông đó. Nhưng mà chưa trả tiền thôi, ông trả. Nhưng mà sao? Tự nhiên cái mày mua vậy tôi trả tiền. Nói chơi thôi ông ơi, cái này là tôi mua tôi tặng cho ông đó. Còn cái dĩa quả tử của mình á, tôi chỉ cho ông để nè. Tết nhất mà ông chưng này, chưng lại cái dĩa quả tử cho nó đàng hoàng. Nói chung là cầu vừa đủ xài, bơm là được. Cầu bơm vú vừa đủ xài, ý lộn. Cầu vừa đủ xài, thêm cặp bưởi lên là may mắn rồi. Đó. Cặp bưởi này là hai cái dĩa để lên hai chỗ này nè. Rồi ở giữa là mình để dĩa quả tử là nó ok luôn. Còn trái thơm sao không mua trái thơm cho bự, mà ông mua trái thơm nó chút ác vậy? Tao chưng là tao chưng sẽ chưng hai cái này. À, đó. Sao mà được? Được chứ. Đó. Chưng hai cái này làm chi? Ê, cái dĩa này nhỏ quá mày. Đó, ngon lành ha. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Ừ. Hai cái bằng nhau mày. Bằng nhau, tôi lựa hai trái là hai trái bằng nhau đàng hoàng. Mà cái trái này nó đẹp nữa không? Cái da nó đẹp không? Láng nè. Ừ. Thì bây giờ mình chưng đây cái dĩa trái cây nhỏ nhỏ thôi là được rồi. Cầu bơm vú vừa đủ xài. Ý lòng. Cầu vừa đủ xài là được rồi. Đó. Ừ. Còn cái này cần chi mình cầu. Cái này bình thường là tôi cỡ này rồi đó. Y chang luôn, không có khác miếng nào luôn. Mấy cái này sao chưng? Thôi mệt ông ơi. Ông xong bài dễ quá. Rồi thôi tôi đi về đó.
Ok, thì nhân dịp năm mới, mình xin chúc cho tất cả những người xem clip của kênh mình gặp nhiều may mắn, được nhiều niềm vui trong cuộc sống và năm mới làm ăn phát tài. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video. Bye bye.